Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thanh, 47 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa về tội giết người. Thanh là đối tượng cầm lái chiếc xe bán tải cố tình tông thẳng và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, khiến thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và hai người dân thiệt mạng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử khẳng định hành vi của Nguyễn Văn Thành đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp điều khiển phương tiện cố ý gây tai nạn. Bị cáo có nhiều tình tiết định khung của tội sát hại người, mặc dù có tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nhưng hành vi phạm tội của bị cáo không thể cải tạo, nên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh tử hình. Đồng thời, bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình các bị hại hơn 2,5 tỷ đồng. Theo cáo trạng, giữa tháng 4 năm 2023, một người đàn ông tại huyện Đức Hòa thuê Nguyễn Văn Thanh chở thuốc lá ngoại nhập lậu. Đối tượng Thanh đã nhận lời dù đang trong thời gian chờ đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chiều ngày 21 tháng 4 năm 2023, Lê Thành Nghĩa, 35 tuổi, là cháu ruột của Thanh, mang theo túi ni lông màu đen, nhờ Thanh trở đến huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và trả cho Thanh 4 triệu đồng tiền công. Trên đường đi, Nghĩa đề nghị Thanh dừng xe ven đường và lấy ma túy đá ra rủ Thanh cùng sử dụng. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang chở Nghĩa lưu thông trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Thanh phát hiện phía trước có đông phương tiện và có cảnh sát giao thông, nên giảm tốc độ, ha cửa kính quan sát. Lúc này, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào cùng một cán bộ cảnh sát giao thông, công an huyện Đức Hòa đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn cách xe bán tải của Thanh khoảng 3-4 mét. Phía trước còn có một xe ba gác cùng hai xe máy đang chắn giữa đường do không có giấy phép lái xe, lại vừa sử dụng chất cấm, sợ bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, Thanh đã đạp ga tông thẳng vào lực lượng chức năng cùng phương tiện người dân. Vụ việc khiến thiếu tá Nguyễn Xuân Hảo, anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn 29 tuổi và bà Phan Thị Kim Thanh 50 tuổi là hai người đi đường mất mạng. Chiếc xe của Thanh tiếp tục chạy được hơn 10 mét thì tông vào trụ điện, bị lật ngang. Cảnh sát sau đó phá cửa xe, khống chế Thanh Nghĩa Công an tỉnh Long An sau đó khởi tố bắt giam thanh để điều tra hành vi giết người. Bốn người khác cũng bị điều tra về hành vi vận chuyển tàng trữ mua bán trái phép chất cấm. Sau vụ việc, Bộ Công an quyết định thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hào. Trung tá Hào cũng được truy tặng bằng tổ quốc ghi công. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Công an phường Khánh Xuân làm rõ vụ án người phụ nữ đâm chồng tử vong. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 3, sau khi đi nhậu về được một lúc, ông Đặng Trường Thanh, 44 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân lại đẩy xe ra khỏi nhà để đi nhậu tiếp. Cho rằng ông Thanh đi nhậu cả ngày không lo cho gia đình, bà Lương Thị Thanh Thúy, 41 tuổi, vợ ông, chạy ra níu xe lại, không cho chồng đi. Từ đó giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Sau đó ông Thanh cầm hai cái chén bằng xứ ném về phía bà Thúy nhưng không trúng. Nóng giận, bà Thúy đã lấy một con dao lao đến đâm ông Thanh nhiều nhát vào người. Sau khi thấy chồng ôm bụng kêu đau, máu chảy nhiều, bà Thúy cùng người thân đưa ông đến bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Đến sáng ngày 25 tháng 3, do ông Tê đau nặng nên được chuyển đến bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, ông Tê tử vong trên đường đi. Sau khi được người thân và công an phường vận động, bà Thúy đã đến cơ quan công an khai nhận hành vi của mình. Theo một lãnh đạo phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, ông Thanh làm nghề lái xe, còn Thúy làm công nhân cho một nhà máy chế biến gỗ gần nhà. Vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên, Hà Nội bị hai anh em 12 tuổi và 16 tuổi đánh đến chết não sau mâu thuẫn ở sân bóng rổ khiến dư luận phẫn nộ. Đáng nói, theo người chứng kiến, bố của hai thiếu niên hành hung nạn nhân cũng có mặt nhưng không can ngăn hành vi bạo lực của con trẻ, dẫn đến hậu quả đau lòng. Bình luận về sự việc tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cho rằng khi tiếp cận thông tin vụ nam sinh bị đánh chết não, thì bất kỳ phụ huynh nào cũng bàng hoàng, lo lắng cho sự an nguy của con em mình và thương nạn nhân. Đánh hội đồng một học sinh lớp 8 đến mức nạn nhân chết não, không còn có khả năng kháng cự và rơi vào tình trạng sống thực vật là hành vi rất man dợ, tàn nhẫn. Họ đánh đập một cách tàn bạo không khác gì đánh kẻ thù, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Ông Cường nhấn mạnh, sự việc này gây hoang mang trong dư luận, gây ra hệ lụy lâu dài đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân. Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẵn sàng tham gia để hỗ trợ pháp lý cho gia đình nạn nhân. Cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc để xác minh làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Ông Cường cho rằng cơ quan điều tra sẽ vào cuộc làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ danh tính của các đối tượng và xác định hậu quả gây ra đối với nạn nhân. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy kẻ đánh học sinh lớp 8 này đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, theo điều 12 Bộ luật hình sự sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc giết người tùy thuộc vào tính chất nguy hiểm của hành vi và hậu quả có thể xảy ra. Nếu các đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và hậu quả được xác định là rất nghiêm trọng, cơ quan điều tra sẽ xem xét động cơ mục đích đánh người có nhằm mục đích là để sát hại nạn nhân hay không, hành vi có thể dẫn đến chết người hay không đây là căn cứ để xác định hành vi này sẽ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hay tội giết người trường hợp kết quả xác minh cho thấy các đối tượng có mục đích sát hại nạn nhân hoặc hành vi có thể dẫn đến nạn nhân tử vong các đối tượng này nhận thức được hành vi của mình có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi Nạn nhân không tử vong do được cấp cứu kịp thời thì sẽ xử lý các đối tượng về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự và hướng dẫn tại Án lệ số 47 năm 2021 AL. Hình phạt trong trường hợp này có thể là tù trung thân, tử hình đối với các đối tượng phạm tội đã đủ 18 tuổi và có thể tới 18 năm tù đối với các đối tượng từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi. Nếu kết quả xác minh các đối tượng này không nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, không có mục đích sát hại nạn nhân và hành vi không dẫn đến chết người thì các đối tượng này chỉ có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự. Trong vụ việc này, độ tuổi của các đối tượng đã thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân, nguyên nhân sự việc diễn biến hành vi của các đối tượng và hậu quả có thể xảy ra đối với nạn nhân là những vấn đề quan trọng để xác định có đủ căn cứ xử lý hình sự hay không. Nếu xử lý thì sẽ xử lý về tội danh gì? Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho hay. Liên quan đến sự việc anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú Tam Phước, thành phố Biên Hòa tử vong khi làm việc với công an huyện Long Thành, Đồng Nai, bước đầu giấy báo tử nêu nguyên nhân tử vong. Theo giấy báo tử của bệnh viện trợ giấy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngừng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngừng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm đùi phải trái. Liên quan đến sự việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Đại úy Thái Thanh Thương, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Long Thành là người trực tiếp làm việc với anh Vũ Minh Đức. Theo thông tin ban đầu, ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành triệu tập anh Vũ Minh Đức đến trụ sở làm việc liên quan vụ án gây rối trật tự công cộng đã khởi tố trước đó. Sau đó, anh Đức cùng một người bạn đến cơ quan điều tra và làm việc với điều tra viên Lưu Quang Trung. Đến 13 giờ 24 phút ngày 22 tháng 3, anh Đức ngất xỉu nên điều tra viên Nguyễn Trường Minh, Lưu Quang Trung và một cán bộ công an thực tập đưa lên xe đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Long Thành. Sau đó, anh Đức được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 16 giờ chiều, Đại úy Thái Thanh Thương thông báo cho chị n -t -t -p, vợ anh Đức, việc chồng chị bị ngất xỉu. Đến 23 giờ 15 phút tối ngày 22 tháng 3, anh Đức tử vong tại bệnh viện trợ giấy. Ngày 23 tháng 3, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC01 Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định trưng cầu Viện pháp y quốc gia giám định nguyên nhân tử vong của anh Đức. Đồng thời phối hợp với Công an quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc.